lở khu vực này. Thì các bác có thể thấy ở trên kia là có những mạch nước ngầm chảy từ trong cái núi này ra này cô bác. Và theo như các bác ở đây ấy, thì bảo là ở trên này là vẫn còn có nguy cơ là sạt tiếp nữa. Ôi dồi ôi, còn xe taxi này là đầu nó nát hết luôn rồi. May mắn là xe thùng này là vẫn còn dưới gầm xe giường nằm còn có một con xe màu đỏ nữa cơ cô bác ạ. Đây con xe taxi này thì nát hết đầu ở đây cô bác. Nát hết đầu luôn. Xe này thì xác định là bán sắt vụn thôi, chứ còn bây giờ để mà tu sửa lại xong là đi lại thì cũng chỉ để, không biết là kéo tiền sửa là còn nhiều hơn cả tiền xe rồi. Lên rồi cô bác ơi, đây. Xe cuối cùng là lên rồi. Ở dưới kia là vẫn còn xe máy nữa cô bác nhá. Cháu Hiển xin chào các bác. Xin mến chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Quyền Hiển TV. Cô bác thân mến, hiện tại thì cháu lại tiếp tục là di chuyển sang một điểm mà còn nóng hơn cả điểm mà sáng nay cháu có ghi hình rồi cô bác ạ. Ở chỗ này ấy thì là bị sạt lở rất là nghiêm trọng và hiện tại là cái nguyên nhân dẫn đến tắc con đường ở đây ấy thì là chính là chỗ này luôn. Và ở đây thì có thiệt hại về cả người và tài sản rất là nhiều cô bác. Còn đến thời điểm bây giờ thì cháu cũng chưa có cập nhật được chi tiết và rõ ràng là thiệt hại về người thì số lượng là bao nhiêu. Tuy nhiên thì cũng có thiệt hại về người cô bác. Còn bây giờ thì cháu Hiển xin mời tất cả quý ông bà, cô bác là sẽ đồng hành cùng với cháu Hiển hết thước phim này để xem là đi vào bên trong này như thế nào cô bác nhá. Đấy, ở đây là sáng ngày hôm nay là sạt lở từ trên cái quả đồi ở trên kia xuống, là xô từ trên kia xuống là nhà cửa này, rồi là xe cộ, tất cả mọi cái là đẩy hết xuống cái dòng suối ở dưới này đây cô bác. Bây giờ hiện tại là cháu không biết là sẽ di chuyển sang bên này đi đường nào để sang được bên đấy. Hiện tại thì ở trên này là có các lực lượng chức năng là đang vào cuộc để tìm kiếm những cái thi thể mà bị vùi lấp ở dưới đống bùn đất này này cô bác. Ở dưới này là có hai xe ô tô tải này, và sáng nay là còn có một cái xe khách giường nằm nữa. Hiện tại thì xe khách hình như là đã được kéo lên hay sao rồi. Bây giờ thì tất cả các lực lượng là đang dồn hết sang bên này, tại vì bên này là bị thiệt hại về người là nhiều hơn cái khu vực mà sáng nay cháu có ghi hình ở trên kia ấy cô bác. Sáng nay cháu có ghi hình ở bên cầu bị ấy, thì ở bên đấy là bị thiệt hại là một người thôi. Tuy nhiên thì nhà cửa là ở bên đấy là cũng thiệt hại rất là nhiều. Ở bên đấy là cũng gần như là một bản làng là bị xóa sổ hoàn toàn. Đấy. Ở bên này thì đến vừa rồi lúc 2 giờ thì cháu có nghe được tin tức cũng như là cập nhật được tình hình, thì thấy bảo là bên này là thiệt hại đi là 6 mạng người rồi cô bác ạ. Ở đây là đường là ở tít trên kia cơ cô bác. Đấy, bây giờ là cái quả đồi này sạt xuống là đầy hết nhà cửa. Cái khu vực này là cũng khá là đông nhà, nó ít nhất cũng phải tầm 6 đến 7 nhà. Bây giờ hiện tại cháu cũng chưa có gặp được bà con nào ở khu vực này, thì cháu cũng chưa có nắm rõ được tình hình. Bây giờ là cháu sẽ tìm đường để đi lên trên này để cập nhật tình hình cho tất cả quý ông bà cùng biết cô bác nhé. Và thật sự mà nói năm nay là một năm rất là buồn cô bác, khi mà làng nổ còn chưa tìm kiếm được hết các thi thể bị chôn vùi lấp ở dưới bùn đất, thì bây giờ tiếp tục lại Hà Giang nữa rồi. Đấy, ở đây là sạt lở tít từ trên kia xuống kìa cô bác. Sạt lở rất là khủng khiếp luôn. Ở đây thì theo như chính quyền ở đây có
thông báo cho bà con là cấm bà con đi lại ấy, thì là cái khu vực quả đồi ở trên này là vẫn còn hiện tượng là sẽ sạt tiếp. Chính vì thế nên là hiện tại là hai đầu hai bên là người ta đã ngăn cấm tất cả các phương tiện cũng như là con người đi lại trong cái đoạn này rồi. Bây giờ là cháu xe tìm đường để đi lên trên đấy. Cháu Hiền xin mời tất cả quý ông bà, cô bác là sẽ đồng hành cùng với cả cháu hết thước phim này để xem là tình hình ở bên trong là như thế nào cô bác nhé. Thưa cô bác anh chị, là đây là cái xe khách giường nằm mà buổi sáng ngày hôm nay là trong cái quá trình là đang di chuyển trên cái tuyến đường này ấy, là ra đến đây là bị sạt lở, là bị đổ từ trên này đi xuống suối, và hiện tại thì người ta đã cẩu xe này lên đến trên này rồi cô bác ạ. Còn tất cả các hành khách ở trên xe này ấy, thì là rất là may mắn là thoát được hết. Ở đây những cái người mất tích ở đây ấy, là nguyên nhân chính là do là sáng nay trong cái quá trình mặt đất đang sạt lở ấy, là đứng ở đây hóng hớt, là đến lúc mà đất ụp một phát từ trên kia xuống là không có chạy kịp được nữa, thế nên là mới bị thiệt mạng ở chính cái chỗ này, chứ không thì cũng không có thiệt hại nhiều về người như thế. Tại vì là khi mà bà con ở khu vực này biết được cái dấu hiệu một chút thì bà con là đã di rời tất cả các đồ dùng cũng như là vật dụng ở nhà ra ngoài. Nhưng mà đến cuối cùng là vẫn có người thiệt mạng. Đấy, một điều rất là đáng buồn. Và với một cái khối lượng đất đá lớn như thế này thì hiện tại là dưới đống đổ nát này thì còn không biết là bao nhiêu xác người còn là đang nằm ở dưới số lượng đất đá này các bác ạ. Một năm phải nói là một năm rất là buồn khi mà thiên tai là cứ liên tiếp xảy ra như thế. Đây là người ta đang chuẩn bị là cẩu cái xe này lên. Bây giờ hiện tại ở dưới suối, như ở đầu trước phim cháu đi qua thì cháu cũng có ghi hình rồi. Các bác cũng biết ở dưới kia bây giờ hiện tại là còn hai cái ô tô tải nữa, hai cái xe thùng nữa các bác. Hai cái xe thùng vẫn đang ở dưới kia và chưa thể nào mà cẩu lên được. Bây giờ là để mà thông được cái con đường này thì ít nhất cũng phải mất tầm khoảng 2-3 ngày. Và hiện tại là chúng cháu cũng đang bị cô lập ở trong thành phố Hà Giang cô bác, không có di chuyển đi về được. Do là nhà cháu thì có hai đường về. Một đường là đi đường Quang Bình thì là đây là tuyến đường chính rồi. Đấy, hai là đi đường Su Phì thì hiện tại là ở trên Su Phì là cũng bị sạt rất là khủng khiếp. Theo như bà con có cập nhật được tình hình ở trên đấy thì cũng có bảo là ở trên đấy để mặt thông được xe đi lại thì ít nhất cũng phải mất 3 ngày thì xe mới có thể là đi lại được. Đây là một cái điều rất là đáng buồn. Thì chúng cháu sẽ phải ở đây mất tầm khoảng 2 đến 3 ngày. Hy vọng là các lực lượng chức năng là sẽ sớm thông được đường xá để cho bà con, phục vụ bà con là trong cái quá trình di chuyển đi lại cô bác ạ. Thì hai con máy xúc là đang thông đường ở chỗ này ra kia. Và ở đây thì nghe các chú ở đây có bảo là chỗ này là thiệt hại mất 4 nhà. Đấy, hiện tại về người thì chưa có rõ là bao nhiêu người. Người chết đó, ở cái nhà kia kìa, nó đang cứu hộ kìa. À. Đây, cái nhà đang nó dính kia kìa. Cái mái trắng trắng kia hả chú? Máy xúc ở bên kia kìa. Dạ. Cái thò kia tận đấy kìa. Đấy, nó ra đấy, một đứa đang cứu, nó đang cứu ở chết ở trong đấy đây. Nhưng mà hiện tại là chưa lấy được thi thể ra hả chú? Nó đang chết ở trong đấy, đang bắt ở đây. Ôi. Bọn mày đi vòng, nhưng mà không thấy vòng ra đường kia sang bên đấy, quay ở xong ấy kìa. Chứ đi đường này đây đi, em đi xuống đường, có cái đường dưới dạ. Dưới này các phòng cái đường suối ra sang bên kia, lúc sạt chắc tầm 10 giờ đấy nhỉ có 10 giờ. Nếu như hôm qua mà sạt tầm khoảng 5 giờ sáng hoặc 4 rưỡi 5 giờ chết hết thì... không khác gì làng nổ, không khác còn gì hơn làng nổ luôn. Nhưng mà cứ nói mà ở đâu xa đấy, ngay đến thì... thì chỗ này người xưa đào tất cả đây, san tất đây này, san làm nhà, họ làm nhà ở đây thầy. Thế là ở đây là một bãi bằng từ đây ra kia hả chú, ra đầu kia ấy ạ? Ở dưới này là thấp hơn tầm khoảng 3-4 mét thôi. Cái nền ở dưới này. Mấy cái nhà kia là để từ đây đi anh. Nó hết đường rồi. Chỗ này còn mười mấy con dê này chết trong này, cái chuồng chết hết rồi. Ở chỗ cầu bị bên kia là có một người cũng bị trôi, bây giờ chưa tìm thấy ấy. Tối qua trận mưa lịch sử đấy.
Ở đây sống ở đây chưa bao giờ chúng nó có trận mưa lịch sử như hôm qua đâu. To nhỉ. Nó từ dốc tối lên đến đây thôi nhá, còn từ bên dốc tối lật bên kia không có mưa, còn nó phơn đâu. Lạ thế. Cách đây khoảng 4 cây là nó không mưa ở dưới kia mà nó chỉ mưa từ đấy trên đi này thôi. Ôi, nhưng mà nhìn nhìn tháng này nó quay ở Mỹ kia cũng kinh nhỉ. Chỗ thử nghĩ. Bây giờ hiện tại ấy, thì làm mấy xúc là đang dọn hai đầu vào. Ở chỗ này ấy, thì ít nhất là sạt cũng phải tầm khoảng hơn 100 mét. Đấy là theo như bà con, các cô chú ở đây chứng kiến từ đầu bên này sang đầu bên kia. Và hiện tại thì cháu cũng chưa có sang được đến đầu bên kia cô bác ạ. Thì ở nguyên nhân chính sạt lở khu vực này thì các bác có thể thấy ở trên kia là có những mạch nước ngầm chảy từ trong cái núi này ra này cô bác. Và theo như các chú các bác ở đây ấy, thì bảo là ở trên này là vẫn còn có nguy cơ là sạt tiếp nữa. Tại vì bây giờ hiện tại ở trên kia là vẫn còn có những cái vết nứt rất là to. Đấy, thế nên là ở đây ấy, là bà con từ khu vực này hiện tại thì đã di rời được hết rồi. Các lực lượng chức năng là đang cố gắng tìm kiếm và suốt dọc cái đoạn mà bị sạt này ấy, là hiện tại không biết là có bao nhiêu người. Tại vì sáng nay thì có cả những người qua đường nữa. Đấy, thế nên là chưa có cụ thể là bao nhiêu người cô bác. Ở bên kia thì chính xác là biết là một người ở trong cái nhà kia rồi. Tuy nhiên thì bây giờ ấy, họ là cũng chưa có đào bới ra được. Đấy, nghe rất là buồn cô bác ạ. À, ở đây thì may mắn hơn bên làng ngủ một chút, đó là xảy ra vào lúc buổi sáng sớm, lúc đấy là trời sáng rồi, thế nên là bà con là cũng có kịp mà di chuyển đi ra ngoài được. Tuy nhiên thì cũng có một số người là không được may mắn. Hy vọng là tất cả mọi cái may mắn, sự bình an là sẽ đến với tất cả mọi người. Và chỗ này bây giờ hiện tại để mà thông được đi vào trong thành phố Hà Giang thì ít nhất là cũng phải tầm khoảng 3 đến 4 ngày cô bác. Bây giờ trước màn ảnh nhỏ tất cả quý ông bà cô bác có thể thấy một cái lượng đất đá rất là khổng lồ. Không biết là dọn đến bao giờ thì mới có thể là thông được cái con đường này để mà đi lại được, để cho bà con là có thể di chuyển được. Vừa rồi chúng cháu có di chuyển từ ngoài kia vào đây ấy, là đi bộ và đi theo men theo đường tắt, đi rất là khó cô bác ạ. Ở đây thì theo như các chú sống ở đây lâu năm ấy thì bảo là hơn gần 100 năm qua là chưa bao giờ ở đây có những vụ sạt lở khủng khiếp và kinh hoàng như thế này, và chưa bao giờ có trận mưa to như là đêm qua. Và có một cái điểm rất là đặc biệt, đó là các chú bảo là cách đây tầm khoảng 4 cây số thì ở bên đấy là không có mưa hạt nào cả. Chỉ có duy nhất một khu vực này là mưa rất là to. Và ở trong thành phố, tối qua là chúng cháu có nghỉ lại ở bên thành phố mà cô bác. Ở bên đấy thì cũng có mưa nhưng mà cũng không có đến nỗi gọi là mưa to quá đâu. Ấy, buổi sáng hôm nay thì khi mà chúng cháu lướt bảng tin ấy thì mới giật mình, mới biết là ở bên này là thiệt hại nhiều như thế nào. Đấy, chúng cháu cũng muốn là cập nhật những cái thông tin chính xác nhất đến toàn thể quý ông bà, cô bác. Hiện tại thì các cô, các bác, các ông, các bà có lịch trình là di chuyển lên Hà Giang đi công việc hay là đi du lịch thì cháu khuyên các bác là nên hoãn lại tầm khoảng hết tuần này đi. Nếu mà các bác muốn di chuyển thì có thể là các bác cập nhật tình hình xem là có thông và đi lại được hay chưa rồi các bác hãng lên. Chứ không thì mất bao nhiêu là công việc các bác. Như bây giờ hiện tại vợ chồng cháu cũng như là mấy anh em là bị cô lập ở trong thành phố Hà Giang, là không có đi về được các bác ạ. Đường Xô Phì là hiện tại cũng bị tắc hoàn toàn rồi. Ở trên đấy thì theo như bà con ở trên đấy cũng có thông tin bảo là bây giờ để mà thông được đường đấy đi ít nhất cũng phải mất tầm khoảng 3 ngày thì mới có thể là thông được đường đấy. Và đường này là thì cũng như thế cô bác, chắc sẽ phải mất tầm khoảng 3 đến 4 ngày. Thật sự rất là buồn khi mà phải chứng kiến những cái vụ sạt lở xong là thiệt hại về cả người và tài sản như thế này. Đấy, có những mất mát, có những nỗi đau còn chưa kịp nguôi ngoai như ở bên làng nổ ấy, thì bây giờ lại tiếp tục là Hà Giang của chúng cháu. Hy vọng là tất cả mọi cái là sẽ bình yên, chứ không có muốn là lịch sử nó sẽ lại lặp lại một lần nữa giống như là bên làng nổ cô bác.
dưới này thì hiện tại là cháu thấy là có 3 ô tô các bác. Một con taxi này, một con xe thùng và một xe giường nằm là bị xô xuống dưới này. Bây giờ thì sẽ bắt đầu là cẩu mấy xe này lên trước. May mắn là bị xô vào góc này ấy, thì là các tài xế là cũng nhảy ra kịp, thì không có thiệt hại về người cô bác. Đây là một cái điều rất là may mắn. Còn người thì còn của, còn người thì còn có thể là làm ra, sợ là thiệt hại về người thôi. Đây là thuê cẩu to luôn đấy các bác. Tại vì xe đây là xe giường nằm ấy, xe rất là to và nặng nữa. Chính vì thế nên là phải thuê cái cẩu to này thì mới có thể là cẩu lên được. Ở bên này là có 2 máy xúc này và 1 máy cẩu này. Còn ở đằng góc bên kia thì cũng có thêm 3-4 cái máy xúc nữa các bác. Do là có 2 địa điểm ấy, thế nên là các lực lượng chức năng là chia nhau ra để đi tìm. Và hiện tại bên cầu bị bên kia ấy, thì là cũng đang bị trôi mất một người phụ nữ là chưa có tìm thấy xác. Đấy, thế nên là bây giờ ấy, là lực lượng bộ đội là đang chia nhau ra để đi tìm người. Ở bên này thì cái lượng đất đá quá là nhiều, chính vì thế nên là tập trung máy xúc ở đây là nhiều hơn. Còn bên đấy thì còn có thể là dùng sức người, tại vì bây giờ là nước cũng rút rồi ấy cô bác. Đấy, hy vọng là sẽ sớm tìm được những cái nạn nhân, cũng như là khu vực này cũng thế. Những người mà xấu số đã gặp nạn trong cái trận sạt lở này thì hy vọng là sẽ sớm tìm được những cái thi thể. Đây là cũng dọn gần như là được một buổi rồi cô bác, mới được một góc nhỏ như thế này thì đến bao giờ mới bắt đầu thông được cái con đường này để cho bà con đi lại đây. Ở đây thì các lực lượng là cũng cố gắng hết sức rồi, hết mức có thể rồi. Tuy nhiên thì với cái lượng đất đá này thì không thể nào mà làm nhanh được cô bác. Tại vì bây giờ trước màn ảnh nhỏ các bác cũng có thể thấy ở đây thì toàn bùn là bùn rồi. Hy vọng là trời sẽ không mưa nữa. Còn nếu mà trời cứ tiếp tục mưa thì sẽ nguy cơ sạt lở là vẫn sẽ tiếp tục thôi cô bác. Rất là sợ. Sáng nay là có khách không anh? Cái lúc mà xe này bị ấy. Ba bốn xe đều cùng nhau lùi trên đất đấy bạn. Đẩy đi là bây giờ hiện. Cây nhãn mà đứng sừng sững ở trên kia đấy. Ôi trời ơi. Em thông mất tầm khoảng 3-4 ngày anh nhỉ? 3-4 ngày chắc còn chưa xong được. Vâng. Đấy, từ chiều giờ múc mới được kín. Vâng, tại vì bây giờ nó. Đúng rồi. Còn hy vọng là đêm nay không mưa ấy nhỉ? Nếu mà mưa và em còn sợ là trên này còn xa xuống nữa. Anh ơi cho em hỏi chút là ở khu vực này ngày trước khi mà cái lúc mà chưa sạt ấy thì có cái nước ngầm này nó đã ra chưa? À, cái nước này là có từ trước rồi ấy. Này mà may mà bị vào ban ngày không là ban đêm là cũng như đấy, cũng như bên làng nổ ấy, sợ thật. Bây giờ mà sơ sẩy một cái là con xe giường nằm này là xuống sâu hơn nữa đấy cô bác. Tại vì ở đấy là một cái vực, xuống dưới kia là một cái khe đấy, một cái khe nước. Cũng may là có mấy cái bụi cây này. Và rất là may mắn, theo như chú công an vừa trò chuyện với cháu bảo là hồi sáng nay cái lúc mà xe này ấy ra đến đây khi mà khách xuống ấy, cô bác là hơn 20 người ở trên xe này, ở trên chiếc xe giường nằm này. Đấy, một cái số lượng người rất là khủng khiếp. Rất là may mắn là mọi người xuống kịp
đến lúc mà đất xô từ trên kia xuống ấy, là tất cả các hành khách ở trên xe này là xuống kịp hết, và những tài xế mà lái xe thùng với cả xe taxi đấy các bác là cũng chạy kịp. Một cái điều may mắn đó là không thiệt hại về người. Bây giờ cái chỗ mà xe máy xúc đang di chuyển đấy là tâm đường rồi các bác ạ. Kéo cái xe thùng đấy ra trước đã, sau đó thì tí nữa là sẽ phải lôi được hai con đằng trước này ra thì mới cẩu được con xe giường nằm ra được cô bác ạ. Ôi dồi ôi, con xe taxi này là đầu nó nát hết luôn rồi. May mắn là xe thùng này là vẫn còn nổ máy được cô bác. Ôi dồi, bộ làm gì, anh nó không cho qua đâu. Thế là xe thùng này là đã xong, đã qua được rồi. Bây giờ hiện tại là hai đầu đường vào đây ấy, cô bác là bị tắc hoàn toàn rồi. Người ta là không có cho xe đi lại nữa. Và bây giờ người ta đang tính một cái con đường mới để vòng vào thành phố. Trong cái quá trình mà đang đợi để thông cái con đường đấy cô bác là sẽ phải mất tầm khoảng 3 đến 4 ngày thì mới thông được đường này. Và trong cái khoảng thời gian đó thì là người ta đang tìm một cái con đường khác để đi vào thành phố. Tuy nhiên thì theo như chú công an vừa rồi có chia sẻ thì chú bảo là sẽ xa, đi đường đấy sẽ xa hơn tầm khoảng hơn chục cây số cái con đường cũ. Thì con xe thùng là đi đường rồi ấy cô bác. Đấy là qua đường rồi. Bây giờ là úi dồi ôi, dưới xe giường nằm kia còn một con xe màu đỏ nữa. Kéo nốt như bưởi ra. Dưới gầm xe giường nằm còn có một con xe màu đỏ nữa cơ cô bác ạ. Con xe đỏ này là đang làm cái đệm để con xe giường nằm đè lên ấy cô bác, chứ không là xe giường nằm này là trôi xuống. Xe giường nằm kia còn có cả xe máy nữa. Bây giờ là bắt đầu nhấc con xe giường nằm lên rồi ấy, cô bác. Đấy, ai cũng rất là bất ngờ khi mà kéo cái xe, lôi cái xe thùng ra thì ở dưới xe giường nằm là có một cái con xe màu đỏ nữa, là ở dưới xe giường nằm ở trong cái khe kia luôn đấy cô bác. Ở trong xe giường nằm kia thì bây giờ hiện tại mắt cháu nhìn thấy ấy, là có rất là nhiều đồ, ở trong đấy còn có cả xe máy nữa cơ. Rất là may. Đó là nếu mà không có con xe màu đỏ thì chắc là con xe giường nằm này là cũng xuống cái khe luôn rồi. Ôi dồi ôi, lên rồi, bắt đầu lên rồi. Bây giờ thì đang mắc cái con xe taxi này nữa cô bác. Bây giờ sẽ phải cẩu con xe taxi ra đã thì mới bắt đầu là lôi được. Ở đây là mắc phải cái cột điện ở bên này nữa rồi. Bây giờ sẽ phải lôi cái con xe taxi này ra đã các bác.
Ở đây là cũng là một cái khe suối rất là sâu luôn đấy. Bây giờ hiện tại là mọi người đang tập trung sang hết bên này rồi, tại vì bên kia là các lực lượng chức năng là đang vào để tìm xác người ấy, cô bác, cho nên là họ không có cho mọi người là đi vào trong đấy đông, cho nên là mọi người đang tập trung hết sang bên này, rất là đông luôn. Giờ cẩu mấy con xe này cũng là cả một quá trình rồi. Đây là do đất đẩy từ trên kia xuống, xong là xô hết mấy cái xe này, dồn hết vào một góc ở cái khe suối này luôn đấy cô bác. Ở tít dưới suối kia còn có hai con xe thùng nữa, hiện tại là chưa có đường để mà đi cẩu hai xe đấy lên. Và đây là khi mà đất xô xuống ấy, thì là nó bị ảnh hưởng cũng không quá là nhiều. Cái may mắn lớn nhất đó vẫn là chưa bị thiệt hại về người, chỉ có là thiệt hại về tài sản thôi cô bác ạ. Bây giờ là cái con xe taxi này còn bị bùn lấp hết cái đằng dưới ấy, còn phải đào ra thì mới bắt đầu là luồn qua được cái dây này đi vào, sau đó mới cẩu lên được cô bác. Đấy, rất là khó khăn trong cái quá trình mà giải cứu những chiếc xe này. Bây giờ là cẩu xe taxi lên ấy thì mới bắt đầu cẩu đến con xe giường nằm. Đấy, xe giường nằm bây giờ hiện tại là vẫn đang chênh vênh ở cái khe suối kia. Cẩu xe taxi này ra, xong này xe giường nằm, xong tiếp đến ở dưới đấy, ở dưới xe giường nằm ấy thì lại tiếp tục một con xe màu đỏ nữa cô bác. Sáng nay là cái lượng đất đá đẩy mạnh quá, chính vì thế nên là dồn hết tất cả các xe mà đang ở đứng ở góc bên này ấy, dồn hết vào cái khe bên này rồi. Đấy, đây con xe taxi này thì nát hết đầu ở đây cô bác, nát hết đầu luôn. Xe này thì xác định là bán sắt vụn thôi, chứ còn bây giờ để mà tu sửa lại xong là đi lại thì cũng chỉ không biết là kéo tiền sửa là còn nhiều hơn cả tiền xe rồi. Thật sự rất là buồn, năm nay thì ở miền Bắc chúng cháu thì là một năm quá là buồn luôn đấy cô bác, một năm thiên tai đang nổ, còn chưa kịp mà ngồi ngoài, và đến thời điểm bây giờ ở bên đấy là cũng chưa có tìm được hết xác thì lại tiếp tục đến Hà Giang của chúng cháu. Cái xe này đây cô bác, nát hết đầu luôn, không còn một cái gì cả. Hiện tại thì là xe giường nằm là đã cẩu lên rồi đây cô bác. Bây giờ xe giường nằm là đã cẩu lên rồi, tí nữa là xe ở dưới bên kia là vẫn còn một con xe màu đỏ nữa. Bây giờ là trời cũng khá là tối rồi đây cô bác ạ. Buổi chiều ngày hôm nay thì chắc là cẩu được hết mấy xe này lên thôi. Còn về phần thông đường thì có thể là sẽ phải mất vài ngày thì mới thông được hết đường được. Xe này thì không biết là đến thời điểm bây giờ thì còn nổ máy được hay không, xe dừng nằm đấy. Chắc chỉ có là cho xe lên xe cứu hộ sau đó thì cẩu đi thôi cô bác. Hôm nay thì miền Bắc chúng cháu là một năm rất là buồn khi mà phải trải qua những cái thiên tai hết đợt này đến đợt khác, không ngừng nghỉ cô bác ạ. Bây giờ thì xe là sẽ bắt đầu là rút ra. Ở dưới này là vẫn còn xe, một xe màu đỏ nữa, là chưa thể nào mà cấu lên được.
phải cho xe dừng nằm này đi ra khỏi thì mới bắt đầu cầu lên được. Mọi người đã bắt đầu sơ tán dần rồi đấy các bác. Ở dưới này là mọi người bắt đầu sơ tán dần rồi. Biết là còn có nổ máy được nữa không ấy cô bác. Tài xế thì thấy ngồi ở bên trong này rồi. Đấy, nhắc đi thì nhắc lại là phải nói là qua là may mắn khi mà chưa có thiệt hại về người ở trên chiếc xe giường nằm này. Ôi là không biết là có bị sao không nữa. Này là căng thẳng từng giây từng phút luôn đấy các bác. Ôi dồi ôi, đứt dây điện kia rồi. Cái thanh kia là quyệt vào cái dây điện xong bị đứt rồi các bác. May mà cái anh đang trèo cột kia là không rơi xuống. Ôi dồi, quá là nguy hiểm. Bây giờ thì cháu cũng chưa có rõ là bà con ở khu vực này thì hiện tại là chính quyền đã di chuyển đi vào đâu hết rồi. Nếu mà không bị tai nạn như thế này thì ở đây sẽ là một cái bản làng rất là bình yên. Ngày ngày bà con là ăn sau đó thì đi làm. Và đến thời điểm bây giờ thì tan hoang hết rồi cô bác ạ. Nhà nào còn thì cũng không thể nào mà dám ở nữa, tại vì là vào cái tâm lý của ai thì cũng thế thôi. Một khi mà đã bị sạt lở như thế này rồi thì chắc chắn là sẽ chẳng thể nào mà yên tâm ăn ngon ngủ ngon, ăn ngon ngủ kỹ ở lại trên cái mảnh đất này nữa. Rất là thương cho bà con ở trên chúng cháu thì ở trên núi của bác thì nói chung là cũng đỡ hơn một chút. Nghĩa là đến thời điểm bây giờ thì ở trên vùng cái khu vực mà chúng cháu đang sinh sống ấy là chưa có thiệt hại về người. Tuy nhiên thì đến thời điểm bây giờ ở chỗ cháu đang đứng ở đây ấy thì có thiệt hại về người, nhưng mà số lượng thì chưa rõ là bao nhiêu người cô bác ạ. Mặc dù là bây giờ trời cũng bắt đầu tối dần rồi, nhưng mà mọi người, tất cả các lực lượng cứu hộ trong này ấy, thì ai cũng vẫn còn đang rất là hăng say để mà tìm kiếm những cái thi thể mà vẫn đang bị vùi lấp ở dưới đống đất đá này, và cố gắng để làm sao giúp bà con là di chuyển ra khỏi cái vùng nguy hiểm này đến nơi an toàn. Ở đây là những cái đồ đạc mà được di chuyển từ trong xe giường nằm ra ấy cô bác. Chúng cháu sẽ cố gắng là nán lại ở đây để tiếp tục là cập nhật lên trên kênh để cho tất cả quý ông bà cũng biết tình hình hiện tại ở chỗ ở đây là thuộc xã Việt Vinh của huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cô bác ạ. Đấy, đây là một trong những điểm nóng nhất hiện tại ở trên Hà Giang của chúng cháu. Hiện tại thì cái xe giường nằm ấy là đã di chuyển đi ra ngoài kia được rồi, và cũng rất là may mắn khi mà cẩu lên thì bác tài xế là lên nổ máy ấy, thì bên xe vẫn còn di chuyển được. Đấy, bây giờ là tiếp tục xe cẩu đến xe màu đỏ ở cái phần dưới này này cô bác. Đấy, bây giờ tiếp tục cẩu xe đỏ lên nữa là mắc kẹt xe ở cái khe này, tổng là 4 xe cô bác nhé. Hiện tại thì cả 4 xe, bây giờ xe đỏ lên nữa thì cả 4 xe là đều lên được hết rồi. Bây giờ còn hai xe ở dưới suối dưới kia nữa thì chưa biết là đến bao giờ thì mới có thể là cẩu lên được. Bởi vì bây giờ muốn cẩu được hai xe đấy lên ấy thì bắt buộc là phải có đường đi vào thì xe cẩu mới đi vào trong đấy để mà cẩu lên được các bác. Bây giờ thì trời cũng khá là muộn rồi. Ngày hôm nay thì chắc cũng chỉ có thể là cố gắng được đến như thế thôi. Tại
vì là từ lúc sáng nay, lúc mà đất ở chỗ này bắt đầu sạt đấy, thì là lúc đấy có 8 giờ sáng, và đến thời điểm bây giờ đang là 6 giờ chiều tối rồi cô bác. Lên rồi cô bác ơi, đây xe cuối cùng là lên rồi. Ở dưới kia là vẫn còn xe máy nữa cô bác nhá. Ở dưới con xe đỏ lại tiếp tục còn xe máy nữa, chứ chưa có hết đâu ạ. Bây giờ hiện tại cháu Hiền đang nhìn thấy ở kia là còn một con xe máy màu xanh nữa. Ôi dồi ôi, xe màu đỏ này là nát hết sạch sạch xanh luôn, không còn một cái gì nữa. Xe này cũng là hãng xe taxi này cô bác. Ôi dồi, ở đây là còn mắc hẳn một cái cột bê tông, không biết là cột gì nữa. Nát hết rồi cô bác, không còn gì nữa. Đấy, ở dưới kia là vẫn còn là con xe máy nữa. Không biết là con màn ảnh nhỏ thì các bác có nhìn thấy không? Cháu sẽ zoom lại gần một chút để cho các bạn thấy. Đây, ở dưới này là vẫn còn xe máy cô bác nha. Xe này thì bây giờ không biết là sẽ làm gì đây. Đúng là không có gì có thể là chống chọi được với cả thiên tai được cô bác ạ. À, một cái điều không có ai mong muốn cả. Và rất là may mắn đó là người thì kịp chạy ra hết, chứ không thì không biết là sẽ phải diễn tả cái nỗi đau này như thế nào nữa. Đây là một cái nỗi đau và một cái sự mất mát quá là lớn đối với bà con ở trong khu vực này, cũng như là những cái chủ nhân của chiếc xe này cô bác. Xe máy ở dưới kia thì không biết là sẽ lôi lên kiểu gì đây. Đây là cái xe màu đỏ cuối cùng nhất được cẩu ra đây cô bác. Nát hết rồi. Bây giờ thì cũng khá là muộn rồi, cháu cũng sẽ di chuyển đi ra ngoài kia. Tại vì cái quãng đường đi đường tránh ấy là đi từ đây ra đầu bên thành phố Hà Giang ấy cô bác, đi rất là xa, đi bộ rất là xa và đi đường rất là khó, thì chúng cháu sẽ sang bên đấy. Đấy thì hôm nay thì thước phim của cháu xin phép là khép lại thước phim ở đây. Ngày mai thì nếu mà đường vẫn còn chưa có thông được thì chúng cháu vẫn sẽ tiếp tục là ở lại đây và cập nhật cái tình hình lên trên kênh để cho tất cả quý ông bà cùng theo dõi xem là hiện tại thì như thế nào rồi cô bác nhé. Và chúng cháu sẽ cập nhật những cái nạn nhân xấu số lên trên kênh để cho tất cả quý ông bà cùng